Xin chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với bài giảng môn toán lớp 5 tuần 9, bài Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, sách giáo khoa trang 45. Sau bài học này, các em sẽ biết cách viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân và các bài tập cần làm là bài 1, bài 2A và bài 3. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôm lại bảng đơn vị đo khối lượng mà các em vô cùng quen thuộc. Thứ tự của bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé bắt đầu từ tấn, tạ, yến, kg, hectogram, decagram, gam. Nhìn vào bảng, các em một lần nữa được nhắc lại thứ tự bảng đơn vị đo khối lượng và cách chuyển đổi từ đơn vị lớn về đơn vị bé liền kề cũng như cách chuyển đổi từ đơn vị bé về đơn vị lớn liền kề ví dụ đơn vị kg. 1 kg thì bằng 10 hectogram và bằng 1 phần 10 yến. Như vậy, hai đơn vị đo khối lượng liền nhau. Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé và đơn vị bé bằng 1 phần 10 hay bằng 0,1 đơn vị lớn. Các em hãy ghi nhớ thật kỹ, thứ tự và cách chuyển đổi đơn vị đo khối lượng nhé. Tiếp theo, Cô sẽ hướng dẫn các em cách viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Cô có ví dụ sau. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. 5 tấn 132 kg bằng bao nhiêu tấn? Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Đề bài yêu cầu chúng ta viết số thập phân thích hợp. Tương tự với bài viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân, các em hãy lấy giấy nháp ra suy nghĩ và thực hiện. Em đã có kết quả chưa nào? Chúng ta cùng nhìn lên màn hình xem cách làm của cô nhé. Đề bài 5 tấn 132 kg bằng bao nhiêu tấn? Đây là dạng bài đổi hai đơn vị đo khối lượng về một đơn vị đo khối lượng đứng trước, ta sẽ đổi từng đơn vị đo khối lượng rồi cộng chúng lại với nhau. 5 tấn, cô giữ nguyên. 1 kg bằng 1 phần 1 000 tấn Vậy 132 kg bằng 132 phần 1 000 tấn Từ đây ta ghép lại thành hỗn số 5 và 132 phần 1 000 tấn Tiếp theo chúng ta sẽ đổi hỗn số 5 và 132 phần 1 000 tấn về số thập phân Ta sẽ được 5,132 tấn như vậy, 5 tấn 132 kg sẽ bằng 5,132 tấn. Từ ví dụ trên, chúng ta rút ra được rằng khi đổi đơn vị đo khối lượng về số thập phân, ta sẽ viết số đo khối lượng đó về hỗn số, sau đó chuyển hỗn số thành số thập phân. Áp dụng kiến thức vừa rồi, chúng ta sẽ bước vào bài tập 1 các em nhé. Bài tập 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. A. 4 tấn 562 kg bằng bao nhiêu tấn? B. 3 tấn 14 kg bằng bao nhiêu tấn? C. 12 tấn 6 kg bằng bao nhiêu tấn? D. 500 kg bằng bao nhiêu tấn? Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Đề bài yêu cầu chúng ta viết số thập phân thích hợp Tương tự với ví dụ trước đó, các em hãy bấm dừng màn hình, lấy vở ra và thực hiện. Sau khi thực hiện xong, các em hãy quay trở lại bài giảng nhé. Các em đã thực hiện xong rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Câu A, 4 tấn 562 kg bằng bao nhiêu tấn? Đây là dạng bài đổi hai đơn vị đo khối lượng. Về một đơn vị đo khối lượng đứng đằng trước, ta sẽ viết về hỗn số, sau đó chuyển về số thập phân. 4 tấn 562 kg sẽ bằng 4 và 562 phần 1.000 tấn. Vậy, 4 tấn 562 kg sẽ bằng 4,562 tấn. Câu B, 3 tấn 14 kg bằng bao nhiêu tấn? Đổi về hỗn số, 3 tấn. 14 kg sẽ bằng 3 và 14 phần 1.000 tấn. Như vậy, 3 tấn 14 kg sẽ bằng 3,014 tấn. Câu C. 12 tấn 6 kg đổi về hỗn số ta được 12 và 6 phần 1.000 tấn. Như vậy, 12 tấn 6 kg sẽ bằng 12,006 tấn. Câu D. 500 kg bằng bao nhiêu tấn? Các em có phát hiện ra rằng câu D có sự khác nhau so với câu A, B, C không? À, nếu như ở câu A, B, C là dạng đổi hai đơn vị đo khối lượng về một đơn vị đo khối lượng đứng đằng trước thì ở câu D là đổi một đơn vị đo khối lượng về một đơn vị đo khối lượng đứng đằng trước. Ta thực hiện như sau. Đầu tiên ta sẽ đổi đơn vị đo khối lượng đó, tức là 500 kg về phân số thập phân. Sau đó đổi phân số thập phân thành số thập phân. Như vậy, 500 kg sẽ bằng 500 phần 1.000 tấn. Đổi thành số thập phân, kết quả cuối cùng ta được 500 kg bằng 0,5 tấn. Kết quả của các em có đúng với trên màn hình không? Nếu đúng, cô chúc mừng các em nhé! Như vậy, sau bài tập 1, các em hãy nhắc lại cho cô biết muốn viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, ta làm thế nào? Muốn viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, ta làm như sau. Nếu đề bài là dạng đổi hai đơn vị đo khối lượng về một đơn vị đo khối lượng đứng đằng trước đó, ta sẽ viết số đo khối lượng thành hỗn số, sau đó chuyển hỗn số thành số thập phân. Nếu đề bài là dạng đổi một đơn vị đo khối lượng về một đơn vị đo khối lượng đứng đằng trước, ta sẽ viết số đo khối lượng đó thành phân số thập phân, sau đó chuyển phân số thập phân thành số thập phân. Các em hãy ghi nhớ để thực hiện bài tập thật tốt nhé. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng đến với bài tập 2 viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị là kg. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Đề bài yêu cầu chúng ta viết số đo dưới dạng số thập phân và yêu cầu tất cả các số đo này đều đổi về đơn vị là kg. Tương tự với bài tập 1, các em hãy bấm dừng màn hình, lấy vở ra và thực hiện. Sau khi thực hiện xong, các em hãy quay lại bài giảng nhé. các em đã thực hiện xong rồi đúng không nào? Cô trò chúng ta cùng kiểm tra kết quả. 2 kg 50 g bằng bao nhiêu kg? Đây là dạng bài đổi hai đơn vị đo khối lượng về một đơn vị đo khối lượng đứng đằng trước. Ta thực hiện như sau, bước 1 ta đổi về hỗn số được 2 và 50 phần 1000 kg, sau đó đổi hỗn số này về số thập phân, kết quả cuối cùng được

Vậy 3g 10 kg 3 g bằng 10,003 kg. 500 g bằng 500 phần 1000 kg. Vậy 500 g bằng 0,5 kg. Kết quả của các em có đúng với trên màn hình không? Nếu chính xác, cô chúc mừng các em nhé. Chúng ta cùng đến với bài tập 3. Trong vườn thú có 6 con sư tử, trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9 kg thịt, hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày. Đề bài cho ta biết điều gì? Đề bài cho ta biết có 6 con sư tử, mỗi ngày một con ăn hết 9 kg thịt. Đề bài hỏi chúng ta điều gì? Đề bài hỏi cần bao nhiêu tấn thịt nuôi số sư tử trong 30 ngày. Cô có tóm tắt sau. Một ngày, một con sư tử 9 kg. 30 ngày, 6 con sư tử ăn bao nhiêu kg bằng bao nhiêu tấn. Đối với bài tập này, chúng ta có hai cách giải. Cách thứ nhất, các em phải tìm được số thức ăn, tức là số kg một con sư tử ăn trong 30 ngày. Từ đó, em đem nhân với số con sư tử, tức là 6 sẽ ra được kết quả. Cách thứ hai, em phải tìm được số kg thịt cả 6 con sư tử ăn trong một ngày, sau đó đem nhân với số ngày đề bài yêu cầu, tức là 30 ngày sẽ ra được kết quả. Các em lưu ý rằng khi tìm được kết quả phải đổi về đơn vị là tấn theo yêu cầu đề bài nhé. Bây giờ các em hãy dừng màn hình lấy vở ra và giải bài. Sau khi làm xong, các em hãy quay lại bài học và kiểm tra kết quả nhé. Các em đã giải bài xong rồi đúng không nào? Bây giờ cô trò chúng ta cùng kiểm tra lại kết quả nhé. Bài giải cách 1 Số kg thịt một con sư tử ăn trong 30 ngày là 9 x 30 bằng 270 kg. Số kg thịt 6 con sư tử ăn trong 30 ngày là 270 x 6 bằng 1620 kg. 1620 kg bằng 1,62 tấn. Đáp số 1,62 tấn.

các em thấy không, tuy bài toán này có hai cách giải nhưng kết quả cuối cùng giống nhau là 1,62 tấn. Bài làm của các em có đúng không nào? Nếu đúng, cô xin chúc mừng các em nhé. Tiết học đến đây là hết rồi. Ở nhà các em nhớ xem lại nội dung bài học và chuẩn bị cho bài mới, viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân cô hy vọng rằng các em đã có một tiết học thật vui và bổ ích chúc các em luôn chăm ngoan học tốt chào tạm biệt các em nhé